Tôi là người canh gác nghĩa trang. Xác vợ tôi đã mất tích. Thông thường, khi một người mất đi một người đặc biệt, sự gắn bó của họ với người đó sẽ phai nhạt dần theo thời gian. Nhưng với tôi, sau khi mất Annie, tôi đã có phản ứng ngược lại. Tôi đã nhanh chóng chuyển từ việc đến thăm mộ cô ấy một lần một tuần thành hai lần, bốn lần, rồi đến hàng ngày. Tôi biết điều đó không lành mạnh. Tôi biết điều đó không đúng. Nhưng càng nghĩ về cô ấy ngoài kia, khi cô ấy ở một mình, tôi chỉ không thể để cô ấy ở lại một mình. Vì vậy, bằng cách nào đó, tôi đã xoay sở để có được một công việc tại chính nghĩa trang, làm ca đêm theo đúng nghĩa đen. Điều đó giúp tôi có cơ hội được ở gần mộ của Annie, ít nhất là nửa ngày mỗi ngày. Sự thật là, nếu tôi có thể làm việc suốt ngày đêm, chỉ để được ở gần cô ấy mọi lúc, tôi đã làm rồi. Nhưng tôi phải ăn và phải ngủ. Và họ không cho tôi làm vậy. Vì vậy, khi tôi không tuần tra nghĩa trang hoặc đi tiểu, tôi tận dụng tối đa thời gian tôi có với cô ấy. Kể cho cô ấy những câu chuyện cười và chuyện, đọc sách của cô ấy và than phiền về việc thế giới đã trở nên tồi tệ như thế nào, giống như tôi đã từng làm. Và trong một thời gian, mọi thứ lại ổn trở lại. Người ta có thể gọi đó là ám ảnh, hoặc ảo tưởng, hoặc chỉ đơn giản là buồn. Nhưng đối với tôi, đó là sự trở lại bình thường kỳ lạ. Giống như tôi đã tìm ra một cách nào đó, một cách để duy trì mối quan hệ của chúng tôi lâu dài sau khi Annie ra đi. Cho đến khi những kẻ khốn nạn đó phá hỏng mọi thứ. Điều về nghĩa trang của thị trấn tôi là, mặc dù nó rất nhỏ và nằm giữa vùng hoang dã, một trong những ngôi mộ của nó, ngôi mộ của một ông trùm dầu mỏ giàu có, được chôn cất ở đó hơn 100 năm trước, đã được biết đến là thu hút. Tôi đoán người ta có thể gọi là những nhân vật không mấy dễ chịu. Những kẻ trộm mộ, những kẻ tìm cách đào lên một hiện vật, chính xác là một mặt dây chuyền, được đồn đại là cực kỳ có giá trị, và đồng thời cực kỳ bị nguyền rủa. Và với tư cách là người gác nghĩa trang đêm, tôi có trách nhiệm duy nhất là bảo vệ nghĩa trang, các ngôi mộ và kho báu của ông trùm dầu mỏ khỏi những kẻ trộm mộ. Trong vài tháng đầu tiên tại nhiệm, tôi đã phát hiện ra 4 vụ đào trộm mộ của ông trùm dầu mỏ và đã ngăn chặn thành công cả 4 vụ. Nhưng lần nào tôi cũng phát hiện ra rằng những kẻ đào trộm mộ chỉ là những thiếu niên tinh nghịch. Nhưng lần thứ năm thì không diễn ra suôn sẻ như vậy. Đó là một đêm hè tháng 7 năm 2019, sau khi tuần tra khuôn viên nghĩa trang và dừng lại ở mộ vợ để chào hỏi như thường lệ, tôi thấy có ánh đèn pin tiến đến gần. Không phải thế nữa. Tôi tự nhủ, nhận ra rằng ánh sáng đó phát ra từ ngôi mộ của ông trùm dầu mỏ và cho rằng đó là một nhóm thiếu niên tinh nghịch khác. Nhưng khi ánh sáng ngày càng gần, tôi phát hiện ra 3 người đàn ông hốc hác, một người khá cao và giống yêu tinh, một người thấp và hói. Và người thứ 3 có chiều cao trung bình, với bộ râu dài màu xám, mỗi người đều cầm sẻng và đang cãi vã với nhau. Cho đến khi họ nhìn thấy tôi. Được rồi, xem chúng ta có gì ở đây này. Không phải là lực lượng thực thi pháp luật địa phương sao? Người đàn ông thấp bé nói đùa, khiến hai người kia bật cười. Đúng vậy. Tôi nói rồi bước ra khỏi mộ vợ và ra đường, chặn đường thoát của họ. Tôi yêu cầu anh vui lòng tránh ra. Tôi e rằng tôi không thể làm được điều đó. Được rồi, tôi e là rồi anh cũng sẽ có kết cục giống như những người khác ở đây thôi. Nghe này bạn, cứ làm như bạn tôi nói. Tránh ra, và sẽ không có gì hại đến bạn đâu. Người đàn ông có râu và có lẽ là thủ lĩnh, đe dọa. Đột nhiên, tôi thấy có thứ gì đó lấp lánh. Đó là mặt dây chuyền của ông trùm dầu mỏ, lùng lẳng trong túi áo sơ mi của ông. Xin lỗi bạn, trả lại mặt dây chuyền và sẽ không có gì xảy ra với bạn đâu. Đột nhiên, tất cả mọi người đều phá lên cười. Trước khi gã yêu tinh chạy tới, quật ngã tôi và đè tôi xuống đất. Sau đó, tất cả bọn họ lao vào tôi và bắt đầu đánh tôi liên tục, cho đến khi tôi gần như bất tỉnh. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy người đàn ông thấp bé dừng lại, như thể vừa nhận ra điều gì đó. Khoan đã, nhớ lúc chúng ta đang cắm cọc ở đó không? Làm sao mà gã này lúc nào cũng quanh quẩn ở ngôi mộ thế? Anh nghĩ tại sao thế? Tôi nghe anh ấy hỏi, tai tôi ù đi vì đau. Người đàn ông có râu khom người xuống, thò tay vào túi tôi, lấy ví và chứng minh nhân dân của tôi ra. Anh ấy nhìn giấy phép lái xe của tôi, rồi nhìn sang ngôi mộ. Bởi vì anh ấy có họ hàng với họ, nghĩa là chúng ta chỉ nên dừng lại thêm một lần nữa trên đường ra. Anh giải thích, trước khi bước đến mộ vợ tôi, giơ sảnh lên, đập xuống đất và đào đất. Không, tôi lẩm bẩm, không thể đứng dậy,
Khi tôi tiến tới nhìn ba tên trộm mộ đào quan tài của vợ tôi lên và mở nó ra. Sau đó, người đàn ông có râu tháo sợi dây chuyền ra khỏi cơ thể cô ấy và bỏ vào túi cùng với mặt dây chuyền. Và bây giờ đến lượt anh. Ông nói rồi bước lại với chiếc xẻng trên tay. Chỉ trong vòng 15 phút, họ đã đào một ngôi mộ nông mới bên cạnh mộ vợ tôi, rồi ném tôi vào đó trước khi lấp đất lên và chôn sống tôi. Trong một thời gian chỉ có bóng tối, tôi đã vật lộn mãi, cảm giác như là cả một thế kỷ vậy. Cho đến khi, cuối cùng tôi cũng cảm thấy tay mình xuyên qua đất và chạm vào không khí lạnh của đêm trước khi đưa tay xuống đất để tạo lực đòn bẩy và dùng nó để đẩy đầu xuyên qua đất. Ồ, trước khi kéo phần còn lại của cơ thể ra. Tôi nằm đó, người bê bết máu, đất cát và thở hổn hển, vô cùng sợ hãi những gì vừa xảy ra. Nhưng tôi thậm chí còn chưa chứng kiến điều tồi tệ nhất sắp xảy đến. Tôi lấy hết sức lực và ngồi dậy, nhìn sang chiếc quan tài đã được đào lên của vợ tôi. Nhưng khi tôi nhìn vào bên trong, xác của cô ấy đã biến mất. Tôi ngã gục xuống đất, tự hỏi tại sao bọn trộm mộ lại lấy luôn cả xác vợ tôi. Bọn khốn nạn bệnh hoạn đó. Nằm đó, nhìn lên bầu trời đầy sao và cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó đang đến gần. Tôi ngồi dậy lần nữa. Lần này thì thấy một người đàn ông đang tập tễnh tiến về phía tôi. Khuôn mặt bị ăn mòn, da bị thối rữa và cánh tay dang rộng trong khi anh ta gầm gừ. Cái quái gì thế này? Tôi tự nhủ trước khi nhảy lên khỏi mặt đất và nhìn xung quanh. Đó là lúc tôi nhìn thấy chính chiếc xẻng mà bọn đào mộ đã dùng để chôn sống tôi, nằm đó trong đất. Tôi nhặt nó lên, ngay lúc sinh vật đó lao về phía tôi, những chiếc móng vuốt dính đầy đất của nó vung lên trong không khí. Nhưng trước khi nó kịp tấn công, tôi vung xẻng và chặt đầu con quái vật đáng sợ, khiến đầu nó lăn xuống bãi cỏ. Quá bàng hoàng trước hàng loạt sự việc vừa diễn ra, tôi chạy nhanh nhất có thể về phía cổng nghĩa trang. Nhưng khi đi qua những ngôi mộ khác, tôi không khỏi nhận thấy rằng tất cả chúng đều đã được khai quật. Bây giờ, tôi đã nghi ngờ rằng những kẻ trộm mộ đã đào hết chúng lên. Nhưng thời gian trôi qua chưa đủ để điều đó xảy ra. Và sau khi nghĩ về sinh vật mà tôi vừa chạm trán, mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng. Lời nguyền. Tôi tự nhủ, hãy nhớ lại truyền thuyết về hiện vật của ông trùm dầu mỏ. Những kẻ trộm mộ đã có mặt dây chuyền. Chúng đã đánh thức những người chết trong nghĩa trang. Và giờ chúng đều ở ngoài đó. Bao gồm cả vợ tôi, Annie. Tôi tự nhủ, cuối cùng tâm trí tôi cũng trở về với cô ấy. Sau khi xử lý những gì đã xảy ra, cô ấy đang ở đâu đó ngoài kia. Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ quá lâu, một bầy khoảng 4 sinh vật khác đã tập tễnh tiến đến phía sau tôi, gầm gừ và nghiến răng trong không khí. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn khỏi nghĩa trang và tiến vào khu rừng bao quanh nó. Tôi nghĩ về các lựa chọn của mình trong giây lát, mạo hiểm cái chết để tìm ra xác chết của vợ tôi, hoặc để mặc nó và thoát khỏi đó. Nhưng một lần nữa, tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ về vợ tôi ở ngoài kia, một mình, bất kể cô ấy đang trong tình trạng nào. Và thế là tôi lên đường, đi sâu hơn vào rừng, lắng nghe mọi âm thanh chuyển động hoặc tiếng cây bụi sột soạt trong rừng. Cuối cùng, tôi đuổi kịp một nhóm khoảng 5 tên xác sống, tất cả đều lao về phía tôi cùng một lúc. Tôi vung sẻng hết sức mình, qua lại, chặt đứt tay, chân và đầu của chúng, cho đến khi chỉ còn lại một tên. Vợ tôi, đứng ở đó, xung quanh là một đống bộ phận cơ thể, chính là Annie. Nhưng đồng thời, không phải Annie. Thay vào đó, khuôn mặt cô ấy đã bong ra, chỉ còn lại xương và thịt thối rữa, cơ thể cô ấy đang tan rã. Cùng lúc đó, một giọt nước mắt chảy dài trên mắt tôi và cơ thể tôi bắt đầu run lên vì kinh hãi. Đây không phải là người phụ nữ tôi đã cưới. Tôi tự nhủ. Cô ấy cũng bắt đầu tập tễnh đi về phía tôi, nhưng không tấn công. Thay vào đó, cô ấy nghiến răng và tôi nghe thấy tiếng cô ấy gầm gừ. Nhưng thay vì làm những gì tôi đã làm với những người khác, tôi quyết định để cô ấy nguyên vẹn, dẫn cô ấy trở lại xe của tôi và đẩy xác chết của cô ấy vào cốp xe với ý định đưa cô ấy trở về ngôi mộ của mình. Nhưng làm sao đây? Nếu tất cả người chết đều tỉnh lại. Tôi tự nhủ, trước khi nhìn thấy một đám xác chết khác, đi xuống con đường đất cũ, tất cả đều theo cùng một hướng. Họ đang đi đâu vậy? Tôi tự hỏi khi từ từ lái xe theo sau họ. Quả nhiên, không xa trên đường, tôi nhìn thấy ba tên trộm mộ bước ra khỏi xe tải và bước vào một trong những quán rượu yên tĩnh ở thị trấn nhỏ của tôi. Hiện vật. Tôi tự nghĩ, nhận ra rằng các sinh vật đang bị thu hút
đến chính vật phẩm đã đánh thức chúng từ cõi chết. Chúng hẳn đang theo đuổi nó. Tôi phóng xe đi, vượt qua đám xác sống mà tôi đã đuổi theo trên đường. Xác chúng kêu lạo xạo dưới gầm xe khi tôi phóng tới quán bar. Trên đường đi, tôi không thể không nghe thấy tiếng gầm gừ của vợ tôi phát ra từ cốp xe. Đừng lo, em sẽ sớm ngủ lại thôi. Tôi an ủi cô ấy, giống như tôi vẫn thường làm bên mộ cô ấy. Tôi bước vào quán bar và thấy nó trống rỗng, chỉ còn lại một người pha chế và ba người khách quen. Ba tên trộm mộ, bản thân chúng, đã gần như uống cạn cốc bia của mình. Đưa mặt dây chuyền cho tôi. Tôi ra lệnh, khiến tất cả mọi người đều quay lại. Lại là anh à? Người đàn ông thấp bé đáp lại. Tôi nói, đưa mặt dây chuyền cho tôi. Tôi lặp lại, giơ chiếc sẻng ra. Nghe này nhóc, chúng tôi xin lỗi nhé. Người đàn ông có râu bắt đầu. Cứ biết ơn vì cậu đã sống sót. Giờ thì quên chuyện đó đi và bỏ đi. Ngay cả với cái sẻng, cậu cũng không thể trả thù được đâu. Đó không phải là lý do tôi ở đây. Không phải sao? Vậy thì anh đến đây làm gì? Người đàn ông thấp bé hỏi. Cổ vật đó, thứ mà anh đã lấy cắp từ ngôi mộ của ông trùm dầu mỏ. Nó đã bị nguyền rủa từ lâu, và anh vừa đánh thức những người chết trong nghĩa trang. Giống như xác sống, người thủ lĩnh hỏi. Tôi e là vậy. Tôi trả lời một cách thành thực. Và tất cả bọn họ sắp đổ bộ xuống chính quán bar này. Trong giây lát, tất cả mọi người đều há hốc mồm trước khi dừng lại, rồi đồng loạt bật cười. Anh đang cố nói với tôi rằng chúng ta đã đánh thức người chết bằng cách ăn cắp mặt dây chuyền. Và bây giờ tất cả bọn họ đều ở bên ngoài, sắp xông vào đây và giết tất cả chúng ta à? Người đàn ông thấp bé hỏi. Đúng vậy, đó chính xác là những gì tôi muốn nói với anh. Tôi nói, ngày càng lo lắng rằng những sinh vật đó có thể xâm nhập bất cứ lúc nào, khi cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Cậu biết không, nhóc con, tôi thực sự không thích cậu khi ở nghĩa trang, nhưng có lẽ cậu không đến nỗi tệ. Thật buồn cười. Người lãnh đạo nói. Đó không phải là chuyện đùa. Tôi nhấn mạnh. Đúng lúc đó, người đàn ông có râu cảm thấy mệt mỏi vì cuộc trò chuyện, nhảy khỏi ghế và bắt đầu đi về phía tôi. Nói lại lần nữa, nói với tôi rằng đây không phải là trò đùa thêm lần nữa, và tôi sẽ đưa bạn trở lại lòng đất. Ngay lúc đó, khi anh ta tiếp tục tiến lại gần tôi thấy hai sinh vật bước vào quán bar và đi tới phía sau những người bạn của anh ta, những người đã quay lại quầy bar. Phía sau anh có. Tôi cố cảnh báo tên thủ lĩnh, nhưng hắn quá tập trung vào việc dạy tôi điều mà hắn nghĩ là một bài học và đánh tôi ngã xuống đất. Im lặng, anh ta hét lên. Tôi lau máu trên môi. Ông đang phạm sai lầm. Ông thực sự cần phải quay lại. Anh ta lại đánh tôi lần nữa. Tôi bảo anh im lặng. Đó là lúc tôi nhìn thấy những sinh vật bất tử tiến đến tấn công hai người bạn của anh ấy. Nhưng lần này, tôi không nói gì cả. Tôi chỉ đứng nhìn, máu vẫn tiếp tục chảy từ mặt tôi, và tiếng la hét của bạn anh ta vang vọng khắp quán bar. Hai thằng ngốc các người đang la hét cái quái gì thế? Tên thủ lĩnh hỏi khi hắn quay lại và thấy hai người bạn của mình đang bị xé xác và ăn thịt bởi đám xác sống. Lúc này, số lượng đã tăng gấp 3 và đang tiến về phía cả hai chúng tôi. Cái quái gì thế? Anh ta kêu lên, quay lại nhìn tôi, vì anh ta hẳn đã nhận ra rằng tôi đã nói sự thật suốt thời gian qua. Nhưng điều đó là không thể. Đó là lúc tôi nhìn thấy nó lần nữa, lấp lánh trong ánh sáng. Mặt dây chuyền, lủng lẳng từ túi của người đàn ông có râu, cùng với sợi dây chuyền của vợ tôi. Đột nhiên, những sinh vật lao vào anh ta và trong sự hỗn loạn, tôi đã nắm bắt cơ hội để với tay ra và giật cả hai món đồ từ áo sơ mi của anh ta trước khi chạy đi đến phía sau quầy bar. Tôi quay lại để xem chuyện gì đã xảy ra với thủ lĩnh của những kẻ trộm mộ, nhưng đã rẽ vào một góc và chỉ có thể nghe thấy anh ta hét lên. Sau đó, tôi dùng sẻng đập vỡ cửa sổ và nhảy ra ngoài, chạy đến bãi đậu xe và nhảy vào xe, rồi lao đi, vẫn còn sợ hãi khi tôi tiếp tục tông vào từng sinh vật một trên đường xuống con phố rừng tối tăm, trở về nghĩa trang. Một lần nữa, tôi có thể nghe thấy tiếng vợ tôi gầm gừ trong cốp xe. Đừng lo, Annie. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Khi trở lại nghĩa trang, tôi giải thoát vợ tôi khỏi cốp xe và dẫn cô ấy đến ngôi mộ của ông trùm dầu mỏ, nơi tôi cố gắng hết sức để trói cô ấy vào một cái cây gần đó. Biết rằng, ngay khi tôi trả lại hiện vật về đúng ngôi nhà của nó, tôi sẽ phải đưa cô ấy trở về nhà của cô ấy. Nhưng sau khi thả mặt dây chuyền trở lại ngôi mộ của ông trùm dầu mỏ và bắt đầu xúc đất lấp lại vào đó, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi từ phía sau mình. Tôi không thể để anh làm thế được. Tôi quay lại và
và thấy tên cầm đầu bọn trộm mộ vẫn còn sống và khỏe mạnh. Rõ ràng đã thoát khỏi đám quái vật ở quán bar và đi theo tôi trở lại nghĩa trang, lúc này đang chĩa súng vào tôi. Đưa mặt dây chuyền cho tôi hứa sẽ bỏ đi và để anh yên. Nhìn vào nòng súng của anh ta và run rẩy vì sợ hãi, tôi nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác, nên đã làm theo lời anh ta yêu cầu, thò tay xuống đất và lấy ra chính hiện vật đã khiến chúng tôi rơi vào tình cảnh này ngay từ đầu. Tôi ném nó cho anh ấy. Anh ta bắt đầu bước đi, nhưng rồi đột nhiên, anh ta dừng lại và quay lại. Anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ bỏ đi như thế trước khi giết anh sao? Anh ta nói khi tiến lại gần hơn và chĩa súng vào đầu tôi, lưng tôi quay về phía ngôi mộ của ông trùm dầu mỏ. Đồ ngốc hay xen vào chuyện người khác. Tôi nhắm mắt lại và chờ nghe tiếng anh ta lên đạn súng, nhưng anh ấy không bao giờ làm vậy. Thay vào đó, tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng gầm gừ, la hét và cào cấu. Tôi mở mắt ra và thấy người vợ bất tử của mình đang đứng đó, đang gặm nhấm cổ họng của gã đàn ông. Trong khi hắn nhìn tôi, không nói nên lời, biểu cảm duy nhất của hắn là sự bối rối. Vì suy nghĩ cuối cùng của hắn hẳn là việc hắn đã trở thành con mồi. Sau khi Annie xong việc với người đàn ông có dâu, cô ấy thả anh ta ra. Xác anh ta rơi xuống đất với một tiếng thịch. Và khi anh ta nằm đó, cánh tay dang rộng, tôi thấy hiện vật lủng lẳng trên ngón tay anh ta. Một lần nữa, tôi lấy mặt dây chuyền từ anh ta và một lần nữa ném nó trở lại ngôi mộ của ông trùm dầu mỏ trước khi lấp đất lên và khôi phục lại nơi chôn cất. Hy vọng là cách này hiệu quả. Tôi nói với vợ tôi, lúc đó cô ấy chỉ đứng đó và nhìn tôi. Sau đó, tôi bắt đầu dẫn cô ấy trở về ngôi mộ của chính cô ấy. Nhưng trước khi chúng tôi đi được nửa đường, cơ thể cô ấy đã ngã gục. Rõ ràng là kết quả của việc trả lại cổ vật và lời nguyền đã được giải trừ. Tôi đeo lại sợi dây chuyền vào cổ cô ấy. Sau khi đưa vợ trở về quan tài và chôn cất cô ấy lần thứ hai trong đời, tôi thì thầm lời tạm biệt với bia mộ của cô ấy, giống như tôi vẫn thường làm trước khi quay trở lại rừng. Tôi đã dành phần lớn thời gian còn lại của đêm để săn lùng tất cả những sinh vật đã ngã xuống. Tất cả đều đã gục ngã khi hiện vật được trả lại cho ngôi mộ của ông trùm dầu mỏ và lời nguyền đã được giải trừ. Cuối cùng, tôi quay lại quán bar, nơi tôi thấy hai tên đào mộ khác đã chết, còn người pha chế thì còn sống, đang co rúm ở góc quán. Chúng ta hãy giữ bí mật chuyện này nhé, Frank. Tôi nói, tôi đã quen anh ấy nhiều năm rồi, sau khi đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình tại chính quán bar đó. Frank cố gắng trả lời, nhưng anh vẫn quá sốc để có thể thốt ra lời nào, chỉ gật đầu, tay run rẩy vì sợ hãi. Và thế là, trong suốt đêm, tôi liên tục quay trở lại nghĩa trang, chôn lại từng xác chết và đào thêm ba ngôi mộ mới. Mỗi người là một trong ba tên đào trộm mộ đã chôn sống tôi, phá hoại ngôi mộ của vợ tôi và đánh thức người chết trong nghĩa trang của tôi. Tôi ước gì có thể nói rằng sau đó, tôi có thể quay lại với cuộc sống như trước, giữ công việc các đêm và dành nhiều giờ bên nơi an nghỉ cuối cùng của vợ tôi. Nhưng sau khi chứng kiến những gì đã xảy đến với cô ấy, cuối cùng tôi đã nhận ra rằng cô ấy không còn là Annie mà tôi từng biết và yêu mến nữa. Không, Annie đã đi rồi, lâu lắm rồi, khi cô ấy qua đời, 5 năm trước. Vậy nên tôi đã nghỉ việc các đêm ở nghĩa trang và không bao giờ quay trở lại. Cho đến ngày mai, vào đúng ngày giỗ thứ 10 của bà, và gần 5 năm kể từ lần cuối tôi đến thăm. Và khi làm vậy, tôi dự định sẽ kể lại cho cô ấy nghe câu chuyện về những kẻ trộm mộ và lý do tại sao ba xác chết đó lại có mặt ở nghĩa trang. Cho đến tận ngày nay, mỗi khi tôi đi ngủ vào ban đêm, hình ảnh những người chết trong nghĩa trang vẫn ám ảnh tôi. Tôi chỉ hy vọng rằng nếu có ai tình cờ đi vào một nghĩa trang nhỏ giữa chốn hoang dã với ba ngôi mộ không bia mộ, nơi chôn cất một ông trùm dầu mỏ, thì họ sẽ không đi đào kho báu của ông ta.